Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá xe ô tô. Tôi là Trần Thiên Huệ, phụ trách phòng kinh doanh tại Toyota Mỹ Đình. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về cách sử dụng hộp lạnh trên chiếc xe Toyota Fortuner. Thưa quý vị và các bạn, thì trên chiếc xe Toyota Fortuner hiện tại được trang bị 4 phiên bản, bao gồm một phiên bản Toyota Fortuner máy dầu 2 cầu và một phiên bản Toyota Fortuner máy xăng 1 cầu, Toyota Fortuner máy dầu 1 cầu số động và Toyota Fortuner máy dầu 1 cầu số sàn. Thì cả 4 phiên bản đều được trang bị hộp lạnh, với cái hay còn gọi người ta gọi là khăn làm mát. Chúng ta có thể dễ dàng để những cái chai nước vào cái ngăn mát này và có thể trải nghiệm. Khi đi ở những cái cung đường khó khăn, phức tạp, như hào nóng thì để có một cốc nước mát thì là một điều hết sức là tuyệt vời. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn. Nhiều quý vị và các bạn hay nhầm tưởng rằng đây chính là một cái khoang để đồ hay là để giấy tờ xe, nhưng thực tế không phải. Đây chính là ngăn làm mát được trang bị trên chiếc xe Toyota Fortuner. Các bạn có thể ấn và chính chữ Fortuner đây. Đấy, chúng ta sẽ có một cái ngăn gọi là ngăn làm mát ở đây. Và ngăn làm mát này thì dựa trên nguyên lý lấy cái gió ở điều hòa vào. Đấy, nó sẽ đưa không khí mát vào trong ngăn này và chúng ta dễ dàng để những chai nước mát vào đây. Đấy, các bạn có thể để ý đây chính là một cái công tắc hay gọi là cái cửa gió để mang cái hơi mát vào trong chiếc ngăn làm mát này. Các bạn có thể di chuyển đây, nếu chúng ta không dùng ngăn làm mát thì chúng ta có thể kéo lên. Đấy, thì không khí mát này không vào được cái ngăn làm mát này. Và nếu chúng ta dùng cái ngăn làm mát này thì chúng ta có thể đẩy xuống Đẩy xuống thì không khí mát này sẽ vào ngăn làm mát này. Nó giống như một chiếc tủ lạnh trên mỗi cái chiếc xe của mình. Sử dụng chiếc ngăn làm mát được trang bị trên chiếc xe Toyota Fortuner thì không hề có gì khó khăn phức tạp. Quý vị và các bạn có nhu cầu sử dụng chiếc xe Toyota Fortuner, vui lòng gọi điện cho chúng tôi số điện thoại 0984925000. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ quý vị và các bạn. Hãy like và đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.